Hello, chào bà con. Tôi đây massage cho bà nội. Cứ hàng ngày buổi sáng với buổi chiều massage 2 lần để cho cái cẳng nó, để cái cẳng không bị lạnh á. Hãy
Phải về hả? Phải về. Mai cái cảnh má khỏe đi cấy được á, má muốn đi cấy không? Cái cảnh này ngày mai đi cấy được á.
nói sao bà để chậm vậy đó, cái con người đi không được. Chị ăn bánh mì thịt quay không gì ạ. Dạ dạ anh ba vô đóng tụi nó vô chưa nhau chơi xem chưa vậy chưa về ở ăn ba được về chị mới vô anh ba còn lâu bút cháu ăn chưa bác có khi chân với tay có thịt quay chị ha chị ba thầy thôi có chị ba bánh mì tao giờ nó nghe nó thịt là nó khói tới kỳ lắm. Ăn cho nó ăn bốn. Nó ăn chay nó chay á. Nó chay á. Cá gì nếu ăn chay được cũng được, tốt. Cháu vịt với cháu gà chứ không không ăn hả không ăn được bây giờ ăn cái gì nè mẹ ăn hột cơm có cái gì xài đi mua tiêu vậy mà ăn được anh còn lấy dưa chuối nè lấy chu lá nè rồi chấm chấm ra mỏng 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 đi chấm mua tiêu ăn vậy mà. Nhớ cái bóc là chán rồi đi được. Chồng á.